Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Sở Trường Gaming của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng mình tự game Arca Survival Evolved bản mod Omega. Cái mod này nhức đầu vãi cả chữ ra, nhưng mà mình sẽ ráng gọi là phá đảo đến cuối coi để xem cái mod này nó có những cái con thú gì đó hay ho hay không. Các bạn cùng đón xem cùng mình nha. Để coi tập này mình sẽ đi bắt cái gì vậy? Con gì đây? Ultimate Astral Otter, Ultimate Fairy Carbon Nemit. Trời, mấy con này nó nguy hiểm vậy. Lên nhà nó quýnh nhà mình đi thì cũng mệt á. Tập trước để mình nhớ coi là mình bắt được cái con gì ta, quên mất tiêu rồi. Tập trước với lại đi đi săn kho báu đánh boss đúng không, làm được con cuối ở bên hệ Cosmic rồi. Đó là con sứa đấy, cái con đó là hệ Singularity, là nó tạo ra cái hố đen để mà đánh mấy, nó hút mấy con kia vô trong rồi xong rồi nó nghiền nát luôn. Nhiều nhiều con bị hút vô mà máu yếu là tan biến luôn các bạn, hơi bị xịn. Trong tập này để mình nâng cấp, mình bắt đều đều mấy cái con beta đi nhờ, mình còn thiếu nhiều. Cái gì vậy? Trời, quýnh lộn à. Trời, gì mà cắm đầu vậy? Ô, bạn coi kìa. Wow. Từ nha, Fairy Wreck à. Con này là Mystical. Để thú ở ngoài này nhìn nó cũng nguy hiểm các bạn nhờ. Nhiều khi nó cắn bậy vô cái con của mình. À đúng rồi. Ôi, Omega Cloner Bertha. Mình đang kẹt bởi cái con Bertha này nè các bạn. Con này mình chưa tiến hóa lên được, do là thiếu khá là nhiều mấy cái Paragon Soul của con Bertha. Mình hay xóa thú để mà đi kiếm mấy con Paragon đó, nhưng mà chưa thấy các bạn ơi. Nó chỉ có vài con à. Diplo nè, mấy con Sam Parasol nè, có hai con Bertha nè. Được á, để giờ mình sẽ đi đánh hai cái con này để kiếm thêm hai cái linh hồn Paragon nữa nha. Let's go. Ủa? Nâng cấp nó được lên chừng nào hai chừng nấy các bạn ơi. Tại vì lúc mà mình xóa hết thú đi á thì nó sẽ hên xui spawn, có lúc có lúc không. Nếu như mà hên thì sẽ có được một con hai con, giống như con này hồi nãy mình mới xóa hết thú đi rồi đó, nó đang spawn lại từ từ. Nhưng mà có bờ te là được rồi. Trước đó là mình đã có được một cái, không bây giờ đánh thêm hai con nữa là sẽ được hai cái. Cái gì mà bờ te dí dữ vậy mấy 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 đại ca. Alpha Lightning nè. Ô, cái hệ Lightning này quen nhờ, nhìn nó giống giống cái hệ gì á các bạn nhớ không? Cái con bow của mình đấy vừa vừa là hệ Lightning mà vừa là hệ Spiritual luôn. Cho nên là ây à. Giống như sắp cút vậy ta. Anh trai ơi, bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Cái gì nữa vậy? Ow! Thả tao ra! Đánh chán tao hoài vậy? Đánh con chó này. Đâu rồi. Mày dám giỡn với anh đại ca hả mày? Đây rồi. Cái gì đây? Lấy linh hồn trước, lấy lợi thế. Mày cái nào nữa, đứa nào nữa vô đây. Vô đây mà giết tao. Gì vậy? Cái gì mà con mình gì mà Miracle vậy? Con dơi kia nó bị khùng rồi. Stop. Đấy, có nhiều bạn hỏi mình cái cách mà
các thu nhanh vô mấy cái điện toán đám mây thì bấm nút control nha, bên trái á. Bấm control bên trái thì nó sẽ cắt. Nhưng mà trước đó các bạn phải cho nó, ôi The Tsunami, phải cho nó cái Dino Tracker đã các bạn mới cất nó được. Cái rương nè, 68 Dream Essence cũng ngon hết nhờ. Dream chắc là mở được đồ xịn. Làm thêm con Paragon Bate nữa đi, để tiến hóa cái combo của mình cho nó lên. Bây giờ cứ có Bate là mình đánh. Còn mấy cái con kia thì từ từ tính sau. Bây giờ kiếm mấy cái con Bate trước rồi đã. Mình đang muốn nâng cấp cái con Bate Bone của mình cho nó lên cao cao một tí. Bây giờ đang là mặc định thì hơi cùi. Còn mà muốn tem từ Beta Alpha thì phải có mấy cái kiếp bộ Uniware. Mình thì chưa có đủ. Muốn làm mấy cái kiếp bộ Uniware kia thì phải bắt toàn bộ tất cả các hệ Basic hoặc là Beta Alpha đấy. Kiếp bộ Uniware loại nào thì phải bắt toàn bộ thú của mấy hệ kia thì mới làm được cái bộ đặc biệt này. Nó hơi mất thời gian tí. Còn nhiều con hệ đặc biệt nữa cơ, nhưng mà mình chưa scan được mấy cái tên của mấy con đó. Mình chưa bắt mấy con đó bao giờ. Bạn nào mà biết mấy cái tên mấy con thú đó, có bạn kêu mình bắt cái con Titan gì đó, Titan Uniware. Nhưng mà hình như là không biết tên chính xác thì không có scan được. Khi cái chữ Titan thì nó ra mấy cái con Titan thường à, chứ nó không phải con đại dạng đặc biệt. Dạng đặc biệt là nó có một cái tên riêng cơ, giống như lấy cái con Bate này nè, Bate Lightning hợp thể chung với lại Spirit á, nó tên là Bolt, B-O-L-T đấy. Ủa này, bữa kia nó chui lòng đất à, bà ca trưởng này. Cái con B-O-L-T này nè, thú dạng đặc biệt á, nó có cái tên riêng, giống như hồi nữa sẽ có con Edward nữa cơ. Cái gì vậy? Lấy cái Paragon Soul trước đã. Đi nữa về làm mấy cục tiến hóa cái con tay của mình luôn cho nóng. Đi các bạn tin không này, để mình search cho các bạn coi nè. Xóa thú rồi, không biết cái con Bone cũ còn không ta, mất luôn rồi nè. Tập trước là có hai con Beta Bone này luôn. Nhưng mà nó level có 100 mấy à. Mình xóa mất tiêu rồi, để mình kiếm mấy con thú mới á. Phải whip thường Beta Paragon mới farm được cái soul của nó được. Đấy, bây giờ có được hai cái Beta nè, giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cái con này lên. Lên Beta xong rồi lên Alpha. Đấy, có bao nhiêu cái thì mình sẽ tiến hóa bấy nhiêu thôi. Bây giờ cứ cho nó lên được tới Omega rồi xong rồi không biết là nên cho nó ăn mấy cái đồ ăn trước hay là tiến hóa nó lên Godlike nếu mà đủ nguyên liệu á. Bate nè, ba cái Bate đúng không? Từng bậc. Đây, lên Bate nè. Bate xong rồi lên Alpha đúng không? Alpha xong rồi lên Dream. Ok. Đấy, chế xong rồi chỉ cần bỏ vô người nó cho nó ăn thì nó sẽ tự động có thêm một cái gọi là tên ở phía trước cái tên của nó. Đấy. Từ Bone bình thường á cho nó ăn thì nó sẽ thành Beta. Máu nó cũng thay đổi đấy các bạn thấy không? Máu bây giờ nó là 126.000. Ôi nhưng mà cấp nó vẫn 900 nhờ, nó không có đổi nhờ. Bây giờ ăn phát nữa lên Alpha nè. Đó, máu nó tăng các bạn thấy không? Cấp không thay đổi, cho nên là nên bắt cái con level nó cao sẵn đi, tuy là cái hệ hệ của nó là hệ basic, nhưng mà sau này mình có thể nâng cấp lên được. Chứ mà nếu mà mình bắt một con
level khoảng 100 mà nó là Omega thì nó cũng đâu có ngon đâu. Mình nâng cũng chỉ được có 88 điểm mà cái chỉ số nâng lên yếu xìu à. Đấy, cho nên mình bắt được cái con này mặc định nó đã level như vậy rồi thì là quá ngon rồi các bạn nhờ. Đấy, từ từ là mình cũng sẽ nâng cấp cái con này lên cuối thôi các bạn yên tâm. Đó, lên 500.000 máu rồi nè. Quá đã luôn. Giờ chỉ việc đi farm level cho nó thôi. Đấy, lên được mấy bậc ta? Beta, Alpha, Rim là lên được 3 bậc nữa. Còn 2 bậc nữa là Ultimate và Omega. Xong rồi còn lên thêm được Godlike nữa sau khi mà mình đánh boss nữa cơ. Là bao ngon. Nhưng mà cái con boss đã tiến hóa cái hệ Uniware đặc biệt này lên Godlike là đánh con boss hệ nào ta? Mình chưa biết nha, bạn nào biết thì chỉ mình nhé. Ngoài đánh nhau mà Isidon à, thấy không? Overlord để coi mình xem nó vừa coi quậy ngon lành chưa. Ôi có cái gì nè, trưởng lên cái khác biệt ngay. Ô một cái nhiệm vụ gì đây, giết 200 dino bằng chân là đi bộ đó. Ok để sau này làm. Con này nâng lên đánh boss xuống các bạn nhỉ. Đã không? Ui. Đam to thì tuyệt vời luôn đấy. 1, 2, 3. Bây giờ nâng 68 điểm nữa đúng không? Để mình rồi mở cái đồ cộng điểm nhanh đâu ta. 68 điểm đam nữa. Đây. Rồi 88 điểm đam nha chuẩn nha. 1 2 3. Để tiếp hai một cái nữa cho đủ 68 điểm. Ồ, mình thấy nó xem này không đồng rồi thấy không? Cái này đam một lần nó không có to cho mấy con kia nhưng mà mình đam tiếp tục được. Trưởng vãi nồi luôn. Cái này đánh boss tầm xa trưởng các bạn, con này mình có trưởng nè. Rồi nhưng mà nghe điếc điếc tai thiệt. Ngon thì ngon đấy. Rồi 68 điểm máu nữa là ngon đét luôn. Rồi bây giờ nâng stamina con này chắc mình không có cần nâng nâng speed đâu nhỉ. Con này nâng speed cao quá nó bay tốc độ ánh sáng mình chịu không nổi đâu. Ây da. Nhanh quá ha, tí nữa mà không linh thú là nó bắn cho mình tét đảo rồi. Ủa có con chi cờ ở đây ta? Ủa nhưng con này là Reaper đúng không? Ủa có Reaper đây ta? Ủa kìa. Ủa đó rồi. Ủa mới thấy con Reaper nó đứng ngay cái bên mình mà. What? Trời ơi, có nhện nữa. Ultimate Overlord 22 triệu máu. Ôi trời ơi, đứa nào gọi ra đây? Ô, hình như cái con Reaper đó nó cũng được triệu hồi bởi cái con random á. Làm hết hồn. Omega clone. Ui, sao lại con mình phấy nữa kìa. Vãi nồi. Thôi. Lấy một cái xô. Còn có được cái bao tay. Fellowship. Fellowship bao tay.
Ở đây nhiều hệ ghế nhờ, thấy là nhức đầu rồi. Từ học cái nhiệm vụ chứ đã, rồi mới đi đi farm mấy cái Paragon Show đó thôi. Đấy, hết rồi, hết mấy con bờ te Paragon để tiến hóa nó tiếp rồi. Paragon coi đỡ nó sẽ bond lên tiếp mấy con bờ te đấy. Để cho mấy cái con khác à, Ammonite khỉ. Ôi, con bò mà cũng có hệ Paragon nữa cơ. Rồi, hết rồi. Nào, để xem coi hôm bữa là cái bộ Uniware là mình thiếu những cái gì ta. Mình đang muốn nâng nâng cấp thêm á. Nâng cấp lên cái bộ Uniware xịn xịn để sau này bắt mấy con khỏe khỏe. Beta đúng không? Elemental Ethereal à. Ok nha, để mình bắt Elemental Beta đúng không? Bữa giờ là chưa có hệ nào ta, hệ nào xịn nhỉ? Lightning Water Earth Storm. Mình có con bắn sấm sét rồi, để mình thử tem một con bão lửa đi ha. Fire Storm thử coi. Fire Storm Elemental Barry. Rồi, kiếm một con Fire Storm Beta bắt chơi coi. Fire Storm Beta. Con này con lương điện nè. Không, mà mình muốn một con trên bờ. Gallimimus Fire Storm. Bờ te cũng có Fire Storm nè bạn, mà cũng được đấy chứ đúng không? Ồ, Rim à. Beta nè, Beta Fire Storm level 300 mấy nè. Còn con khác không ta? Fire Storm Beta trăm mấy cấp à? Vải trưởng yếu. Megalodon Pachi. Omega Fire Storm Beta, mình cần một con Beta female combi. Beta female nè, con này được nè, con combi này hơi bé. Azentavit thì sao? Azentavit female, ừ có luôn các bạn ơi, hợp hợp ý mình luôn nè. Có cả voi nữa cơ. Ok đấy. Ui, có Sabertooth kiểu luôn nè. Rồi, mình sẽ bắt cái con Agen Firestorm này thử các bạn nhé. Đi thôi. Khoan, cắt con này cái đã. Có chế kiếp bồ rồi. Hồi nãy mình có chế sẵn mấy cái kiếp bồ mà còn thiếu rồi. Nâng cấp lên Omega Element. Ráng nâng cấp cái con bắn điện bữa te kia cho nó lên cấp cuối đi, chỉ còn thiếu vài bậc nữa thôi. Bạn nào biết cái con bờ te mà hệ đặc biệt đó, Uniware đó, nó sẽ tiến hóa bằng cái linh hồn gì đây, linh hồn của con boss boss nào á, godlike nào thì mới tiến hóa nó được. Thí dụ cái con tem mình của mình thì là mình hôm bữa mình đánh nó cái con gì nhờ, Velo chứ. Velo nó là bên Rampage thì mình đã đánh bên Rampage và tiến hóa được nó rồi đấy. Nó là Ray đó, đánh con boss Ray. Vậy cái con Uniware thì sẽ đánh cái con boss nào để được cái show godlike để tiến hóa cái con đó lên các bạn. Bạn nào biết thì các bạn comment phía dưới video cho mình nhé nhé, để tập sau mình gom đồ mình đi bắn boss đó kiếm đồ tiến hóa cho con bờ te để dành thôi, chứ bây giờ cũng chưa được các bạn ạ.
Ơi chết mày, giống như cái con kia sắp cúp rồi các bạn ơi. Cái game này chắc sắp cúp rồi đó. Trời ơi trời ơi trời ơi, mình thấy cái con đó sắp cúp rồi đó các bạn ơi. Rồi còn 9.000 máu luôn, rồi cúp luôn. Lúc nào đánh nó vậy ta? Lúc nào ác vậy? Mẹ nó quánh chết con đó luôn rồi. Chết mất luôn rồi, bạn vả tèo. Sạc. Để kiếm con mới rồi. Bảo lửa. Có bảo lửa gì đó xịn xịn coi. Không có thì quay về bảo bắt lại. Bắt lại bờ te tiếp à. Beta Firestorm. Ta lấy trứng thôi. Bắt một loạt mấy cái con thú anh thú beta. Ultimate. Như hết rồi ta. Thôi bắt. Bắt lại con bờ te đi, bờ te nè. Bờ te Firestorm. Định bắt again cho nó mới mới tí. Nhưng mà nó không cho, nó bị con nào tấn công chết rồi. Để ra là bây giờ phải kiếm phải bắt lại con một con bờ te thôi, lên 334 cũng được. Test skill cho các bạn biết mấy cái hệ này như thế nào thôi. Elemental nhiều lightning, firestorm, earthstorm rồi đủ thứ gió bão các kiểu nào điệu. Rồi. Bắn cái tên cho chắc các bạn ơi. Cái tên thì yếu hơn. Con dơi này nó quánh một cái một chết nữa. Rồi elemental. Đây. Cái gì vậy? Rồi mình sẽ thử coi. Bỏ một con hai con này gần nhau, nó có cộng dồn không ta? 4 với lại 7. Ố không cộng dồn à. Con này đi cho nó thành 7. Thế mà 7 nó sẽ đói nhanh hơn. Kìa. Ôi, cái gì mà quánh nhau mà ta lại bùng chèn vậy. Ủa thế nó vẫn tính 4 nhờ. Con Omega của mình đang đến nó phải biến thành 7 chứ. Trước là lấy lợi thế đã. Rồi. Rồi test thử đam của con này coi. Thương bắt mấy con cơ bản thôi bạn nhờ. Tại nâng cấp bắt mấy con có cái bộ xịn. Hồi đó mình sẽ kiếm mấy con thú là lạ tem nữa. Bờ te có yên bờ te mà chế mà tốn mà keratin rồi nhiều quá. Thôi làm đỡ cái yên cua cua vậy. Oh, my God.
rồi. Bão lửa. Firestorm. Đâu, cứ chiêu coi. Con này hệ đây beta teleport, có bớt nè. Ủa, không có gì vậy? Lửa đâu? Cái gì vậy? Gì mà chỉ sang admin mod là cái quần què gì vậy? À, mình cầm quả cầu. Rồi, lại coi. Ít. Ủa? Đây. Oh. Tạo ra một cái vòng lửa xung quanh người mình này, đốt cháy tất cả mấy cái con ở trong phạm vi đấy. Wow. Được quá hèn. Ra đứng chỗ đông đông mày sấy cái coi. Rồi. Ui dạ. Vampire gặp thứ dữ các bạn ơi. Trời sao biết được con nào vậy? Trời ơi, toàn mấy con mạnh mạnh thôi. Ôi giời, toàn mấy trăm nghìn máu à. Oh yeah. Trời ơi. Chạy nhanh đi cu, đứng lại. Ôi giời, bắn đập. Ôi giời, thêm. Necromancer. Chạy từ. Có con Omega trong đó. Ui, mạnh hơn hệ mình nhiều. Thấy con mấy cái hết đó, stamina rồi, nhanh thế. Trời ơi, cái gì mà để vô đây ăn nhầm gì cho với mấy con kia các bạn nhờ. Có 1000 đam mà. Sau này mới mạnh. Giờ bắt chơi thôi. Ôi. Bắn mày bắn đập các bạn. Ôi chà. Companion là nó. Con này nó chịu hồi con người đá kia đúng không ta? Như là vậy á các bạn ơi. Chính con này nó chịu hồi người đá mini. Con này nhìn sáng quá. Ủa rồi chừng nào giết được cái con này vậy? Nó kiếm level vậy. Sấy nó. Mày. Ui dạ. Nó phản công. Mày hết hồn. Này, bình tĩnh. Chạy quá. Bạn, từ từ chúng ta nói chuyện. Ủa gì vậy? Người ta ghét mình nữa rồi. Con này. Má nó thù dai nha. Ê. Thù dai. Quỷ đi đâu mày? Làm tao hết hồn. Đừng mày đào tẩu. Mày á mày. Mày mắc nẹt rồi. Mắc nẹt à, bạn yếu à.
Bao nhiêu điểm rồi ta? 48. Đam này thấy vẫn 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 còn yếu bạn nhờ, vẫn chưa mạnh. Rồi, bắt tiếp các bạn ơi. Sao mình hiến tế mấy này vô kia để lấy trứng vậy? Hồi nãy là tới hệ vậy ta? Ethereal đúng không nhỉ? Ethereal để coi bây giờ có trứng của Elemental bằng con Mute đó rồi nè. Xem lại coi, đúng không ta? Ethereal với lại Guardian. Ok. Ethereal sẽ bắt con nào đây? Spectral. Dimensional. Disruptor. Nhưng mà chưa bắt con Disruptor nào đúng không? Làm một con thử coi. Disruptor beta. Có một con beta nè, một trăm mấy à. Bù bắp vậy. Ô con có được con level 188, mấy nghìn máu và yếu xìu à bạn ơi. Quá tèo. Kỳ vậy. Có con nào mạnh hơn nữa không? Astral thì sao đây? Curse. Quáp này bắt rồi, sửa bê rít tù thì tăng cái kia. Dimensional nó mạnh không ta? Giống như tăng hình vậy, thử coi. Dimensional beta đúng không? Beta. Hãy search cho nó lẹ. Được, kiếm con nào ngon ngon tí coi. Có cả đô đô nữa cơ các bạn nhờ. Vái tèo Ankylo. Nó là phải nó. Nó phải là female á mới ngon. Con khỉ này cũng tạm là ổn nè. Level 100 mấy á. Manta. Ôi giời ơi. Male, trời có con Sabertooth nhưng mà nó là male không phải female cơ. Female đây, thấy như con Kano này được nè, Dimensional nè. Level 300 mấy cũng không đến nổi. Được, đi bắt con này đi. Dimensional. Ở đâu vậy, xa thế. Dimensional. Test chiêu mấy hệ này. Mình chưa muốn gọi là đẩy nhanh cái. Ui da, cái gì vậy? Cái tốc độ của cái map này mình chơi vừa vừa thôi. Chứ nếu muốn thì trong một tập mình vẫn có thể là bắt nhiều hệ một lúc, nhưng mà mình bắt khoảng tầm 2 đến 3 con là được rồi. Ủa nó đánh nhau kìa, nó đánh nhau kìa mấy ní ơi. Poison Kano. Ồ có hệ Poison man. Từ bọn nó đang quánh lộn, chết rồi. Sao bọn nó lại đánh nhau ta? Rồi chắc chết cái con kia rồi, không thể nào mà nó sống nữa đâu, nó bị một đàn alo đánh luôn rồi. Rồi tạm biệt em. Một thằng đi. Trời ơi. Cái gì nữa đây mấy ông nội này, nó cắn làm nữa hả? Bá chắc chưa? Ủa bá chắc chưa? Chưa, mấy cái con này. Ok. Xong, thế là chết con Dimensional của mình. Bắt con khác vậy. Joy, Charlie. Female. Maroraptor nè, trời con này yếu xìu vậy. Có 6.000 mấy máu, phải tèo bắt con này đi, con khỉ nè.
Khỉ này còn đỡ. Máu phải cao cao tí. Nhưng mạnh mạnh nó quánh cho bờm đầu rồi. Tập sau chắc mình sẽ lại whip mấy con Dido phát nữa để mà mong là nó spawn ra mấy con Paragon Rote để mình còn farm cho đủ tiến hóa cho nó lên tới Omega đi, xong mà tính tới cái vụ đánh boss rồi mình tiến hóa con Rote đó lên Godlike luôn. Sau hệ Godlike là Asian đúng không ta? Cái gì vậy? Rồi nó chết bà luôn rồi. Mình đánh con Terabird, cái con khỉ nó đưa đầu vô nó tát nó chết luôn rồi. Cái đẹp cái ngu người đúng đời. Cái bọn này nó cứ thích đánh nhau, người ta có thể đứng yên một chỗ để cho mình tem được mà. Nhất hết đầu cái bọn này luôn á. Cái cây sườn chi không biết nữa, đánh đánh giảng hòa xong rồi mình lỡ tay mình đánh nó chết luôn à. Ảo thật đây. Trời, cái gì đen thui vậy? Wow. Obsidian, nhìn đen thui tụi lùi luôn. Obsidian, grab. Rồi canh me canh chua cái con này, không biết nó chịu được một tên của mình hay không nữa mà mới chết nữa đây. Nhìn mấy máu đâu rồi, ướt ra đây. Ủa nó bị lát à? Ở đây rồi, mày đâu, mày đâu? Một cái có chết không ta? Ôi đây. Go nó bậy. Giỡn mặt. Rồi Dimensional. Uầy mấy con này vậy, nhìn vậy thôi mà nó mắc level kìa các bạn. Vái tèo. Ethereal nè. Mày thấy nó mắc level không? Đấy. Food the red multi 7 liền à. Giảm food nhanh gấp 7 lần. Ấy, phát tem được luôn. Quá ngon. Hồi đó mình đi săn thêm mấy cái rương kho báu rồi để kiếm thêm đồ các bạn ơi. Đánh mấy cái đó nó cho boss cơ, nó cho mấy cái viên ngọc. Tập trước mình nhớ mình đánh mình mở được một cái rương. Nó cho một cái viên ngọc gì nhỉ? Siren. Còn Singularity Boss thì chưa, mình chưa đánh nè. Cái này phải bỏ vô trong cái quả trứng á, rồi mới gọi ra cái con God, giết nó để lấy cái Godlike. Rồi tiến hóa nó cái thuộc dòng Cosmic nè, mình vẫn chưa chọn được cái con nào con ngon để tiến hóa lên nữa. Cái con sứa thì mình thấy nó cũng mạnh nhưng mà mình chưa muốn tiến hóa con đó, thích con nào ở trên bờ cơ. Có hỏi các bạn nhưng mà chưa thấy bạn nào gọi là cho mình một cái tên hệ nào mà ngon nhất ở trong cái Cosmic này để mình tiến hóa một cái con Omega lên đây. Mình đợi tập sau coi, để các bạn nói để mình tiến hóa lên. Tạm thời để mấy viên ngọc đó, có thể là đánh giờ đánh cũng được. Chứ là để dành để mình tiến hóa thôi, mình thì mình không có biết con nào khỏe. Rồi Dimensional ha, thử test chiêu coi. Ủa cái gì vậy, nó đang bay mà nó đâu có bấm E đâu mà nó thả xuống, ta bấm spay thôi mà. Ủa cái con này bấm spay nó lại ném mình xuống là như thế nào? Ồ
bấm xe nó bay các bạn ơi, quái nồi. Thôi. À, bấm ớt xài chiêu nữa coi. Dimensional là hệ gì đây? Ờ, gì à? Đọc lại coi, cái này kỳ chiêu gì kỳ á? Bấm ớt sẽ remove all water from site. You will be also very deep. Ủa là như nào nhờ? Ủa con này xuống dưới nước được không ta? Thử coi. What? Xuống nước được luôn nè. Không ít lại coi. Ủa? Chết vừa rồi gì mà sáng chói luôn vậy? Là sao ta? Hệ này là cái gì vậy? Can turn water to air. Hide in the ocean complete from sight. Ồ cái này kiểu xuống nước rồi bấm cái chiêu này các bạn sẽ được tàn hình hả? Phải không? Allowing unlimited underwater explorer. Mẹ là con này bơi dưới nước rồi là thoải mái luôn hả? Không biết là mấy bọn kia nó có thấy nó target mình không ta? Để bơi gần mấy cái này coi. Ồ mấy bọn này nó không tấn công mình luôn mới ghê chứ. Trời, xuống nước quá nồi luôn. Bay lên coi. Ồ đu. À đu. À hiểu rồi. Con này có tác dụng gọi là sao ta, làm cho nước nó được gọi là ẩn đi á các bạn. Hay nhờ. You will see every depth on có thể nhìn được sâu ở dưới gọi là đại dương nè các bạn, từ trên trời mà có thể gọi là nhìn xuống dưới đáy đại dương được luôn. Uầy, sao đỉnh nhờ, hay. Ôi. Mất hết nước nữa bạn. Uầy, nhìn được rõ mòn mọt luôn á. Này kiếm mấy cái rương dưới biển thì ok luôn á. Wow. Uầy. Hay nhờ. Bấm ít cái một là nó mở, bấm ít cái một là nó đóng. Đấy. Uầy, hay nhờ. Đấy, mình xuống mặt nước á nhưng mà mình có cảm giác như là mình vẫn đang ở trên trời các bạn. Khám phá đại dương mà đi con này đã vậy. Ê, nếu như mà mình nhảy ra khỏi thú thì sao ta? Mình có thấy được nước không nhờ? Để mình e ra thử coi. Á đồ, e ra thì thấy nước kìa các bạn. Ảo thật đấy. Ít cái này nè. Rồi tắt nước rồi. Đó. Ừ. Lúc mà mình ở dưới nước thì mình vẫn thấy từ dưới nhìn lên nữa bạn. Nhưng mà phải lên khỏi mặt nước xong rồi xuống lại á thì nó mới gọi là không thấy nước. Ủa tính ra cái này cũng hay ghê ha. Wow, cái này rất hợp cho bạn nào thích đi khám phá đại dương nè. Ủa mấy con này tao có tấn công mình không vậy? Như không luôn á. Mất target luôn. Con này như kiểu tàn hình ở dưới nước vậy đấy các bạn. Ngon nhờ. Ôi, có con cá mập này giết được được một đống sâu nè. Giết nó không ta? Ôi nhưng mà sắp hết stamina rồi. Ôi rồi. Thôi, cái con này nó duy trì trạng thái này nó vẫn bị hao stamina mọi người 1% trên 1 giây. Thì về nhà cái đã. Bị được rồi. Nó hồi sức đi. Đó, thở đi cu. Mặc dù biết là nó đánh nhau chả đánh được gì đâu, nó yếu xìu à. Xua kèo luôn. Nó yếu vãi cả chưởng ra. Chạy nhanh phết nè. Ui, chạy nhanh vãi cả chưởng.
Uncontroller. Gì à? Nhào à? Thôi đánh đánh mình ra. Ủa tao ghét đánh, nó đánh mình thiệt à. Cái con này không chết mày đâu, tao đi đây. Hi. Nè 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 nè. Ủa này xác à? Ok. Đấy, thế là xong. Hai con nhìn rất là gọi là củ chuối. Bây giờ tới hệ Guardian. Guardian à thôi. Có gì tập sau mình lại bắt tiếp các bạn ơi. Guardian, tập sau là bắt tiếp Guardian Mythical Nightmare gì đấy. Như là tập sau mình whip đi mấy con thú đặng cho nó spawn ra tiếp mấy cái con Paragon Bate để tiến hóa nó lên nữa các bạn ơi. Mới lên tới Rim mà thiếu mấy bậc nữa cơ. Sau coi đi bắt hệ Garden để kiếm con nào xịn xịn nhờ. Trước là mình bắt cái con nào ta? Reflecty thì phải. Ui! Cái đẹp. Vãi nồi, con chó nào đó. Rồi luôn. Sao mất dạy này nó. Mày. Trời ơi, cay chưa các bạn ơi. Cái con gì đó. Con Kano Tsunami à, mình đang làm thịt khô ngon lành mà nó thấy một cái mồm mà bể hết mấy bốn cái tổ của mình rồi. Cái chó này. Vừa lắm. Trời ơi, cái kho của tôi. Tôi đang gọi là tôi đang làm thịt khô. Sau này cần rất là nhiều thịt khô cho nên mình mới làm thêm một đống mấy cái tủ này nữa. Đây, mình nở lòng nào đấy các bạn thấy không? Mấy con chó này nha, dám gọi là phá mấy cái chỗ mà làm thịt của mình. Rồi ok. Nghĩ thôi bạn ơi, tập này dài rồi. Sau chúng ta sẽ lại tiếp tục đi bắt thú. Còn bây giờ chúng ta sẽ ngừng tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Các bạn nào mà thấy clip của mình ổn áp thì nhớ để lại cho mình một like cũng như lại một lượt đăng ký kênh với nha. Có điều gì đó mà mình chưa hiểu thì cái gì các bạn chỉ giúp mình với. Trong cái bản mod Omega này còn nhiều thứ gọi là mình chưa tìm hiểu khám phá ra nữa. Bạn nào mà đã từng chơi qua cái mod này rồi, đã từng khám phá được những điều hay ho thì các bạn chỉ cho mình đi nhận. Cái gì nữa vậy? Mình đang chào các bạn luôn á. Wow. Cái gì vậy má? Phá nhà tôi. Cái gì nữa vậy ông nội? Phá nhà. Quỷ thần ơi. Ê! Thằng này nó đền tạo. Mày định đi tạo đi đâu? Mày tạo đi đâu? À, nó cay thế nhờ. Đang chào các bạn luôn á trời. Nhưng mà hồi nãy mình mới giết được cái con sâu rồi nè.
được thôi, cả đống mấy cái SC này, mấy con SC này nó cho một gần gần cả trăm cái mấy cái mấy. Ui nhiều quá, phê đấy, được á, được á. Rồi đi mở rương tiếp thôi. Nghỉ thôi bạn ơi, mày già lắm rồi, nãy giờ nói tập xài ba láp. Các bạn nha, hẹn lại các bạn ở tập sau.